Hãy nhìn đây, hồi nãy mới ăn được rồi. Hello, chị Minh chào tất cả các em. Hôm nay tiếp tục khu chiến xa thần thú phần 3. Con này là cái dòng cấp 2 của phần 3 đây nè. Dòng cấp 2 thì nó có 5, 6, 7, 8, 9. Con này là, cái bộ này là số 5. Hai con này có thể kết hợp với nhau nè. Cho nên chị sẽ khui một cặp này luôn. Đó, kết hợp 1, 2, 3. Không biết kết hợp lên thì nó nhảy như thế nào nữa. Bây giờ mình sẽ khui đây. Chị rất thích con số 10 với con số 11 bởi vì nhìn nó rất là bro. Rất là ngầu. Nó to phải gấp 3 lần. Cái hộp á nó to gấp 3 lần chứ còn bên trong thì không biết là nó có to được bao nhiêu nữa. Con 5S màu đỏ. Ê, hai sợi dây luôn. 5S màu đỏ. Nó giống như con khủng long. Khủng long màu đỏ. Tên của con 5S là thằng lằn sấm sét. Thằng lằn gì mà có đuôi nó ngắn ngủn vậy? Giống thằng lằn cục đuôi quá à. Mà màu đỏ nữa. Sao nó cái đuôi nó không có dài gì hết trơn vậy ta? Thằng lằn sấm sét. Nó vẫn nhỏ. Đây. Nhìn nó giống như con khủng long bạo chúa này. Nhưng mà khủng long bạo chúa này nó còn cái đuôi thiệt là dài luôn. Này là cấp 2 của phần 1. Kết cấu của nó nè. Nó ngang bằng với cái con khủng long bạo chúa của phần 1 á. Nhưng mà con khủng long này thì kết cấu ở dưới thì nó mỏng hơn bởi vì cái con này nó ở phần 3 này thì nó có chế độ kỹ thuật mà khác nhau cho nên là nó có kết cấu của cái chân của nó dày hơn thôi. Cái đầu. Tại chị nhìn con này chị liên tưởng tới con này. Nói chung là đuôi bị cục. Thôi ráp đi. Ráp thử đi. Ồ, chỉ có hai bước thôi. Không biết dán hướng dẫn đâu. Giấy hướng dẫn. Ừ, hướng dẫn cũng hai bước nè. Thằng chi chị ráp thành có hai bước rồi. Một, hai, cái xong cái ba đầu thành rồi. Cặp này ráp thành nè. Kết hợp lại. Con này ăn 2 xu. Không có đẩy xu về phía sau. Để ra xíu thì chị sẽ dán sticker nha. Bây giờ chị khui thử cái con 5V. Rồi mình hãy cho nó nhảy thử. Nó ăn 2 xu thì chị thấy nó cũng giống như cái của cái con phần 2 thôi. Nhưng mà có điều chị thấy nó lại nhỏ hơn phần 2 rất là nhiều. Phần 2 thiết kế nó ngầu hơn ha. Tại sao phần 3 phải ngầu hơn nữa chứ? Đừng nói là chiến xa nó sẽ ra phần 4 nữa nha. Nếu mà phần 4 chị không biết là nó sẽ ra cái kiểu gì nữa đó. Càng ngày thì phải càng tiến lên chứ càng ngày mà càng đi xuống đó là hơi bị thất vọng rồi đó. Nhưng mà nó ra phần 4 chắc chị cũng phải tập hợp nữa quá. Bởi vì chị phải tập hợp đủ bộ chiến xa. Đây, con này mới giống thằng lằn nè. Nhưng mà cũng lại cục đuôi. Tại con màu, con này màu sắc thì nó giống hơn á. Bão cát sa mạc. Bão cát sa mạc cho nên màu vàng với màu nâu nè, nâu vàng nè. Con này cũng bắt 2 xu phía trước. Coi, đồng xu màu vàng. Ồ, có cái đồng xu nào màu vàng mà óng ánh quá đi nè. Vàng kim.
rực rỡ luôn đó. Trời ơi cái đồng xu này đẹp quá. Ông anh đậu đổ quả. Màu vàng này là chị đã thích từ cái phần đời tới đời phần 1, cái cấp 1 á. Từ phần 1 cấp 1 mà nó có cái đồng xu màu vàng mình đi mua thêm chứ không có mình đi mua mà sưu tầm thêm đó. Còn cái này bây giờ mới thấy cái kiểu này nè, ống áo ống ánh đẹp quá hả. Cái này thì hồi phần 2 thì có cái con chú tể ánh sáng nó cũng đã có những cái đồng xu lấp la lấp lánh giống giống như vậy rồi, nhưng mà màu sắc nó khác. Các em có nhớ không? Thôi giấy hướng dẫn để đây xíu nữa dán sticker. Đây là sticker của em ấy, đây là sticker của em ấy. Thế là mình đã khui được hai cái con gọi là con cấp 2 số 5S và 5V rồi. Nó là thằng lằn sấm sét và bão cát sa mạc. Hai con này thì các em thích cái con nào nhất? Hãy comment bình luận bên dưới cho chị biết với nha. Đây nó hai con này. Ồ, chị chưa có kết hợp nha, mà chị để nó sát bên là nó hết vô rồi nè. Đó, nó tự nó hết vô rồi đó. Bởi vì nó mới kết hợp với nhau. So sánh nha. Hai con này thì về cái đuôi. Cái đuôi của em 5S nó dài hơn 5B một chút xíu. Đó, các em thấy không? Nó dài hơn chút xíu thôi. Còn cái đầu, cái đầu của 5S nó thì nó bự hơn nè, nó dài hơn chút xíu, bự mà dài nữa. Còn cái này mỏ nhọn nhỏ nữa. Mỏ nhọn. Rất là hài hước. Ở bên cạnh này đó, nó hít nè. Nó hít nhau. Hít nhau. Đó. Chưa gì mà hai em đó đã hít nhau rồi, không muốn rời xa. Cái này ở đây nó có cái ngàm nè các em. Hai cái ngàm này để nó kết hợp lại với nhau nè. Chị kết hợp cho con luôn coi. Rồi để gì, nó hết sẵn rồi cho nên rất là dễ. Đè vô, rồi qua rồi một con. Đó. Đây, ở đây nó cũng có rất là ngàm. Cho nên là chị nghĩ là mình khui hết con 6, 7, 8, 9 kia là mình sẽ ráp thành được một cái con bự chà bá luôn đó. Rồi, kéo nó ra. Ây da, đó. Chỉ cần cầm mạnh tách ra là ra thôi à. Thử cho nó nhảy coi rồi chị dán sticker. Em này tội nghiệp quá à. Mong manh dễ vỡ cấp 1. Thôi để đây, đứng ngắm đây nha. Hồi cái con khủng long bạo chúa này hot hòn hòn luôn. Bây giờ thì đã đi vào dĩ vãng. Đã đi vào dĩ vãng rồi. What, tội nghiệp quá, qua đây đứng. Nhảy rất là mạnh. Con cái à, cũng giống như phần 2 thôi. Là ăn phía trước 2 xu, vậy thôi. Vậy thôi. Nhưng mà đuôi cục. Thằng lằn đuôi cục, thằng lằn bị cục đuôi. Chị nhớ con thằng lằn cái đuôi nó cũng hơi dài dài một chút xíu đó, không có cầm cục như vậy. Nó dày nó ngắn vậy là thằng lằn cục đuôi rồi. Trời ơi, bão cát sa mạc. Thôi, dán sticker đi nào. Rồi mình sẽ cho nó biến hình là nhìn thử nó có lung linh hay không nha. Các em hãy đợi chút xíu nha. Yeah, xong rồi. Đã dán sticker xong. Các em nhìn nè, có đẹp không? Anh Bo đang ngồi tắt dưa leo. Rồi nó hết. Anh Bo đang đắp mặt nạ dưa leo. Rất là buồn cười. Nhưng mà chị không có thể nào quay anh Bo được. Anh Bo sẽ xấu hổ. Đùa các em thôi chứ anh Bo đang chuẩn bị ăn cơm đó. Má ơi,
trong những con mà chị đã phối hợp các em thích con nào nhất. Phần 3 nha, phần 3 nha. Chắc các em chưa thích con nào đâu đúng không? Giống như chị nè. Cái con màu vàng nào? Con màu vàng này hả? Anh Bo thích con màu vàng này. Con này hả? Bác Hai Xu giờ. Con này là bão cát sa mạc. Đọc mấy chữ. Anh Bo bác Hai Xu. Rồi bác Hai Xu đây. Ý, bác có một xu rồi. Tê máu rồi. Nếu mà trong bốn con này mà về về kết cấu, về màu sắc thì để xem bốn con này về màu sắc. Trời ơi, đang so sánh mà cứ sao xếp có hai bước thôi, rất là đơn giản, dễ tập luôn đó ba. Đó, bốn con này thích con nào? Con này xếp nhanh nè. Con này cũng xếp nhanh vậy. Thích này đẹp nữa. Ủa con thích màu đó hả? Mẹ thì lại thích hai con này hơn. Tại sao? Tại nó có sticker nhiều hơn, nó lung linh hơn, nhìn nó nhưng có mà, những cái đôi cánh nhưng thì nó lung linh hơn mà thích hơn. Nhưng mà nó thích vậy đó. Nó phải đi quay ngược lại. Nó quay ngược lại, anh Bo không có thích chơi ngược như vậy. Chơi ngược vậy rất là phiền phức, anh Bo không thích, anh thích. Đó. Anh Bo không có thích. Mình đang nói là kết cấu mà, còn cách chơi thì tùy theo mỗi người sẽ có những cái sở thích khác nhau đúng không? Các em cũng vậy đúng không? Các em thích con nào? Bốn con. Đợi tới khi cái thùng chuyến xa của chị ở bên nước ngoài về thì chị sẽ khui thùng, khi nào chị khui thùng hết những này mà được các em ủng hộ thì mình sẽ thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng thôi. Từ cái chuyến xa bên thuốc từ bên nước ngoài về hả? Đúng rồi. Bởi vì tại Việt Nam bị thiếu mà sắp về rồi. Mẹ nghĩ như vậy, bởi vì đặt hàng cũng lâu rồi mà. Con này cũng thích nè. Đúng rồi, con này không, mẹ thích con này hơn. Đúng rồi, con thích này. So với này mình thích này, bởi vì nhìn nó rất là ngầu. Nó ngầu và nó men lắm. Nè, anh Bo anh chưa có thấy sự kết hợp của hai con này đó các em. Đúng rồi, chưa thấy gì. Bên nào cũng được nha, kết hợp bên nào cũng được rồi. Vậy, nó ăn mấy xu rồi. Mày nghĩ nó ăn ba xu á, thử đi. Đúng rồi, thử ăn ba xu đi. Đó, má, quá đỉnh luôn, đúng không? Trời ơi, cái này mà kết hợp như một vàng, sáu con là trời ơi. Viết luôn ha. Bỏ xuống. Rồi, thích rồi ha, nó kết hợp như vậy thì rất là đẹp nè. Nhưng mà nó rất là khó nhanh. Nhanh lắm, rất là đơn giản nè, không thích cửa nó ra, đó. Được, ra nó lại, trời ơi, đơn giản thôi mà. Cực khớp. À nè, cái đúng này rồi, đó, hai khớp đó. Nó chỉ có nhét vô thôi, đó, rất là đơn giản thôi. Mà khó. Đó, tới rồi, rất là dễ. Không có gì mà khó. Được rồi. Đó, mà chuyện biết chưa. Rồi. Ồ, khi mình ráp lại, mình gạt chỉ cần gạt một lần thôi, không cần gạt hai lần. Nè, đó, nó đã kết nối với nhau luôn rồi. Gạt nè, nhưng mà cái bên này mình cũng phải đè xuống, không đè nó cũng không vô. Đó, hay không? Hay không? Quá hay luôn. Rồi, mình đè. Đó, quá đỉnh luôn. Ba đồng xu cho nó nhảy nha. Giờ ăn tới rồi. Giờ ăn tới rồi, anh Bo đang ăn dưa leo. 1, 2, 3. Rồi, hụt mất rồi. Giờ tay chị không có đều. Đỉnh quá. Hồi hộp quá. Mình phải khui 6, 7, 8, 9 mới được. Ra một vàng luôn. Quá đỉnh. Anh Bo đang quậy. Thôi mình không có chơi từng con nữa ha. Mình chơi hai con đi. Bây giờ hai con như vậy thì mới thấy ngầu nè. Nếu các em mua một con các em thấy không có đẹp đâu, phải mua hai con như vậy ráp lại cho mới đẹp. Hai con này ráp rửa coi được không? Không, cái con này phải ráp với những con khác. Hãy nhìn đây, hồi nãy mới ăn được nè. Ồ, ghê chứ. Dễ dàng như đang dợp. Đang dễ dàng như đang dợp. Gọi là đơn giản như đang dợp. Đây, chuẩn bị nha. Chuẩn bị đơn giản như đang dợp vô. Đó, anh Bo bây giờ biết chơi con đó rồi. Chơi xong biết chơi rồi, thích không? Cũng thích. Bây con thích chiến xa phần 1, phần 2 hay phần 3? Phần 2, phần 3, phần 2 thích.
phần 2, phần 3 thôi. 2, 3 thôi là phần này á, phần 2 á. Trời ơi, có một xu mà nó cũng nhảy mạnh như vậy á. Đúng coi. Anh ba thích rồi, anh ba thích rồi nè. Các em nhớ cho chị một like, đồng thời share và đăng ký kênh nha. Ủng hộ kênh của chị để thực hiện nhiều cái khui hộp hơn nha. Có hai cái vậy. Cái là dở ẹt. Nhưng mà nó ngầu. Ê, hình như nó còn hai cái hớp nè. Còn giới thiệu dĩa dưa leo, anh bò sắc đẹp quá ha. Ngồi lề cái đây. One, two, and three. Thì nó có 500 lên đó. Không ăn được 4 xu ơi. Đâu là sao hai con được ăn 4 xu mà sao không được ăn? Làm sao mà nó có chỗ để ăn 4 xu? Anh Bo kỳ cục. Nó ăn nhiều quá nó sẽ bị bụng thật đó. Bị tiểu đường đó. Bị tiểu đường hả? Rồi, đã rớt một con chiếc xe cho thật rác rồi. Kỳ cục quá. Kinh thế. Rớt cái đầu, rớt rớt cái thùng rác chịu nổi không? Giờ mình phải chơi này rồi để đẩy nhẹ nhẹ thôi, đừng đẩy mạnh nha các bạn. Đúng rồi, con số 1, số 2, số 3, số 4 là phải đẩy nhẹ nhẹ. Còn những con này thì mình đẩy mạnh nè, nhưng mà mẹ vẫn thích đẩy mạnh hơn. Hai con này yêu thương lắm nè. Đẩy nhẹ nhẹ. Đẩy sát bên nó hết vô nè. Đó, hết vô đó. Đó, cái này dễ dàng hơn. Cái này dễ lắm. Cái mặt anh Bo đang tự sướng rồi. Sao cười được kìa. Hả? Chuẩn bị. Zero nine. Zero nine. Oh yeah. BTS, chuẩn bị tới BTS nha. Chuẩn bị nhóm nhạc BTS nè. BTS đâu rồi ghê chưa? Bo biết BTS luôn. Biết chưa? Em nào là fan của BTS vậy? Comment bên dưới cho chị biết cái nha. Mi bỏ luôn, ghê thiệt, BTS luôn, ghê quá. Thì video của chị đến đây cũng đã dài rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi kênh của chị nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Hãy nhớ cho chị một like, đồng thời share và đăng ký kênh nha. Bye bye.